Bà ấy bán vỏ sò trên bờ biển. Những cái vỏ mà bà ấy bán là vỏ sò, tôi chắc chắn. Bởi vì bà ấy bán vỏ sò trên bờ biển, do đó tôi chắc chắn bà ấy bán vỏ sò biển. Bà ấy không chỉ bán vỏ sò, bà còn đặt nền móng cho cả giới sinh vật học. Bà tên là Mary Anning, người đã tìm ra nhiều hóa thạch đầu tiên về khủng long, hoặc ít nhất là thời đó người ta xem chúng là khủng long. Đầu tiên, mình sẽ nói về cuộc đời bà. Trước khi có bà, gia đình Anning có một Mary khác, chính là người chị, nhưng vụ hỏa hoạn đã lấy đi căn nhà, cùng với đó là chị gái của Mary đã qua đời. Sau cái chết của người chị không lâu, Mary Anning, nhân vật chính của video hôm nay, mới chào đời. Khi Mary Anning mới 15 tháng tuổi, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra và dần trở thành một câu chuyện lưu truyền trong vùng. Hôm đó, một người hàng xóm bế Mary trong tay, cùng hai người phụ nữ khác đứng dưới bóng râm của một cây dù lớn. Họ đang chăm chú xem buổi biểu diễn cưỡi ngựa do một đàn xiếc lưu động tổ chức. Bầu không khí hân hoan đột ngột bị phá vỡ khi một tia sét chói lòa từ trên trời đánh thẳng xuống cây dù. Cú sét kinh hoàng ấy đã cướp đi mạng sống của cả ba người phụ nữ đứng bên dưới. Trong cảnh tượng đó, Mary bé nhỏ vẫn được bế trên tay, nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, em bé Mary vẫn còn sống. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi kinh ngạc, và câu chuyện về sự thoát chết kỳ lạ của Mary Anning nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Cô bé Mary bình an vô sự, sống và lớn lên cùng với người cha của mình. Do nhà gần biển nên cô thường ra các bờ biển để nhặt vỏ sò và cô gọi chúng là răng cá sấu. Các du khách rất thích những thứ này nên đã mua những vỏ sò mà Mary nhặt được. Thật không may, khi cha của Mary đang đi nhặt vỏ sò thì trượt chân làm ông rơi xuống vách đá. Ông bị thương nặng nhưng mà vẫn bò về được tới nhà. Ông phải ở nhà suốt 3 năm sau đó rồi qua đời. Ông bỏ lại một khoản nợ lớn cho vợ và hai người con. Mary Anning phải làm đủ việc trong thị trấn để cố gắng mang tiền về cho nhà. Nhưng không có công việc nào khiến cô yêu thích bằng việc đi tới bãi biển như đã từng đi cùng với cha. Đối với Mary thì việc tìm kiếm những thứ hay ho ngoài đó để nhặt gây kích thích sự tò mò bên trong cô. Giống như chúng ta từng chơi Pokemon vậy đó, sẽ không biết loài tiếp theo mà chúng ta gặp được là loài nào, là một loài mới hay là những con Pokemon quen mặt hàng ngày. Một ngày, Mary nhặt được một vỏ sò to và đẹp. Một du khách đi ngang qua và đề nghị mua nó. Số tiền mà Mary bán vỏ sò đó đủ để mua đồ ăn cho cả nhà trong một tuần. Trong khoảng khắc, Mary nhận ra cô có thể bán những vỏ sò hiếm này và kế nghiệp cha mình, miễn là cô chấp nhận rủi ro và nguy hiểm như những gì đã không may xảy ra với cha cô. Được làm việc mình thích và nuôi được gia đình thì còn gì bằng. Mary cùng em trai đi dọc các bờ biển ở Đông Nam nước Anh để săn các vỏ sò, còn mẹ của Mary thì mở một quầy chuyên bán hóa thạch các vỏ sò ngay tại phòng khách trong nhà. Và ngày ấy đã đến, em trai Mary đã tìm thấy hóa thạch lớn trước tiên. Cậu ấy nghĩ mình tìm được hóa thạch của một con cá sấu. Cá sấu ở Anh. Nhưng cậu không tiếp tục điều tra thêm xem nó là xương của con gì, do đã tìm được công việc mới. Có vẻ là cá kiếm hơn là đi lượm từng vỏ sò. Để lại việc truy tìm các hóa thạch cho một mình chị gái Mary. Mary vẫn tiếp tục công việc này cho đến 12 năm sau. Bà quyết định chơi lớn. Sự tò mò về những khúc xương kỳ dị đã thôi thúc Mary dẫn tới một quyết định. Bà sẽ điều tra xem chúng là gì. Dù chỉ có số tiền ít ỏi, Mary đã thuê một đội để đào những phần xương còn lại. Lòng quyết tâm và sự tò mò của Mary đã được đền đáp. Mary và những người cô thuê vô tình đã đào được hóa thạch hoàn chỉnh đầu tiên của thằn lằn biển Ichthyosaurus, hay Hán Việt mình gọi là ngư long á. Vào thời điểm đó, chưa có ai từng thấy chúng. Hóa thạch này không giống bất kỳ hóa thạch nào mà người ta đã tìm thấy trước đó. Nghe được tin, một nhà sưu tầm hóa thạch đã tới và mua nó với cái giá cao hơn rất nhiều so với khoản tiền mà Mary đã đầu tư để thuê nhân công đi đào. Hóa thạch được trưng bày trong một bảo tàng, nơi mà ai đi qua cũng thấy. Chẳng mấy chốc, con thằn lằn hình cá này đã được Hiệp hội Địa chất London để ý tới. Nhờ nó mà giới khoa học đã nhận định rằng còn rất nhiều loài ngoài kia đã tuyệt chủng và đợi họ đến để khai quật. Đây được coi là một tư tưởng cấp tiến trong xã hội Thiên Chúa giáo thời ấy. Nó đi ngược lại với tư tưởng rằng vạn vật được sinh ra đều do sự sáng tạo tuyệt vời của Chúa Trời. Điều đặc biệt nữa là sinh vật mà Mary đào được là một loài thủy sinh cụ thể, là nó sống ở biển, nhưng hóa thạch của chúng lại tìm được ở trên cạn. Hiệp hội Địa chất liền nhảy vào và suy đoán liệu Nó vốn không phải là một loài thủy sinh mà lại là một loài cá sấu hay loài vịt nào đó. Họ thảo luận đủ thứ, suy luận đủ kiểu, nhưng mỗi vấn đề là ai đào ra nó thì không hề được đề cập. Thời điểm đó, phụ nữ vốn không có chỗ trong giới khoa học. Họ lại càng nghĩ một người phụ nữ nghèo thất học chỉ vô tình ăn may thôi. Dù sao đi nữa thì cũng không quan trọng. Đối với Mary Anning thì việc tìm ra các hóa thạch và cẩn thận khai quật chúng thì đã đủ vui rồi. Cô vẫn bán những thứ mình kiếm được và gia đình cô vẫn sẽ có tiền để trang trải. Những người biết được giá trị thật của những khúc xương này nhanh chóng tìm tới Mary. Họ mua chúng và nhận lại là công lao tìm ra những hóa thạch. Mary dù biết và không hài lòng với những gã này, nhưng cô vẫn chấp nhận kết bạn với họ. Cô sẽ không lỗ. Họ có hóa thạch, còn cô thì sẽ có được kiến thức từ họ. Mary quyết tâm, cô không muốn mình là một người phụ nữ may mắn tình cờ phát hiện ra hóa thạch. Cô chuyên tâm nghiên cứu, đọc những quyển sách có được từ những người mà cô đã kết bạn. Ngoài những hóa thạch, Mary còn thu thập những xác sinh vật biển để mổ xẻ chúng trong căn bếp của nhà mình. Và dù tự học, Mary vẫn có thể tranh luận khoa học thắng những học giả lúc bấy giờ. Mary vẫn tiếp tục công cuộc truy tìm hóa thạch của mình. Vào năm 1823, Mary Anning đã khai quật được hóa thạch gần như là đầy đủ của một loài thằn lằn biển khác. Tên của nó là thằn lằn cổ rắn, Hán Việt là xà đầu long, Lesiosaurus. Trước đó thì cũng có vài người tìm được xương của con này, cơ mà chỉ được vài phần cơ thể. Riêng chỉ có Mary là tìm được hóa thạch với đầy đủ các bộ phận. Một hình thù kỳ quái, cái cổ thì dài, cái thân thì béo, tứ chi lại có hình như cái mái chèo. Trên đời này làm gì có con nào như thế? Hư cấu quá vậy? Các chuyên gia trong ngành thời đó liền lan truyền thông tin rằng hóa thạch này là đồ giả. Nhà giải phẫu học nổi tiếng người Pháp Georges Cuvier đã cáo buộc Mary Anning rằng bà đã lắp ghép xương từ nhiều loài lại với nhau. Điều này làm mất uy tín và làm cho công việc kinh doanh của Mary bị ảnh hưởng. Nhưng vào năm 1824, Hiệp hội Địa chất đã họp lại và minh oan cho cô. Hóa thạch này là hàng thật, Limited Edition có một chưa có hai. Nhiều hóa thạch khác của Anning cũng được công khai, nhưng những công lao này vẫn thuộc về những người khác, vì Mary đã bán chúng rồi. Việc hàng loạt loài mới được tìm ra hóa thạch dẫn tới nhiều người bắt đầu chú ý hơn về chúng. Một ngành mới được ra đời có tên là cổ sinh vật học, Paleontology. Mary dù không có học hàm học gì, nhưng vì danh tiếng của cô đã bắt đầu lan rộng khắp châu Âu, họ đặt cho cô biệt danh công chúa ngành cổ sinh vật. Sau khi theo đuổi hóa thạch xương của các loài, Mary bắt đầu nhảy sang tìm kiếm những thứ khác. Lần đầu cô tìm tới phân. Đúng vậy, là phân hóa thạch đó. Mary tìm được những hòn đá ở phần bụng của những hóa thạch động vật. Trái ngược với trí tưởng tượng của bạn thì chúng rất đẹp, trông như đá quý vậy. À mà người viết kịch bản kiêm editor không chèn hình vào đâu, nên các bạn tự search từ này để xem nhé. Nhờ có nghệ thuật hắc ám tà ma ngoại đạo, thứ mà bây giờ còn nguy hiểm hơn lâm tặc, chính là hóa học. Nhờ có hóa học, Mary và bạn mình đã thành công biến những khối đá lấp lánh tuyệt vời kia thành lại phân như trước khi chúng đã từng. Nhờ vậy mà Mary đã chứng minh được hai thứ, đó là chúng ăn gì và cách chúng trở thành hóa thạch. Nó trở thành cột mốc cũng như phát hiện lớn trong giới cổ sinh vật học cho đến ngày nay. Henry de la Bê, người bạn của Mary, đã đặt tên cho chúng là Coprolite, cũng như nhanh chóng đăng báo về chúng. Ông này vội vã đến nỗi Mary không kịp bán đống này cho mấy nhà sưu tầm mua danh tiếng, thì tên cô đã ở trên mặt báo. Chưa dừng lại ở đó, những cơn bão đầy nguy hiểm đã mang đến cho Mary một món quà. Thứ này không có mái chèo để bới, mà nó có cánh. Mary Anning phát hiện ra hóa thạch của một con Pterodactyl. Nó chứng minh một điều rằng đã có những con bò sát biết bay. Một lần nữa, khám phá của Mary đốt lên ngọn lửa của trí tưởng tượng trong giới sinh vật học. Họ bắt đầu lắp cánh vào bất kỳ con gì có hóa thạch. Dù gì thì một con thằn lằn có cánh cũng ngầu hơn mấy con bình thường mà. Sau đó, cô lại phát hiện thêm hóa thạch của một xà đầu long khác. Và trước khi bước sang tuổi 30, Mary đã có 5 phát hiện lớn trong giới cổ sinh vật. Ngoài ra, cô còn lập danh mục các loài cá và cúc đá. Bao nhiêu đấy là đủ để Mary Anning hơn nhiều người đàn ông thời bấy giờ chỉ việc ngồi không đánh giá và nhận lương từ các trường đại học và bảo tàng, hay thậm chí là trong giáo hội. Vào năm 46 tuổi, Mary biết mình đã bị ung thư vú. Bà tiếp tục sống thêm 2 năm nữa để tìm hóa thạch, nhưng không tìm thấy gì thêm sau đó. Những người từ chối nhận Mary vào Hiệp hội Địa chất đã gây quỹ để hỗ trợ bà, và khi bà ấy qua đời để tưởng nhớ công lao, họ đã lắp hình ảnh bà vào gương ở trong nhà thờ quê hương. Những gì họ làm đã thực sự quá muộn. Bà không được biết đến là một nhà cổ sinh vật học, mà chỉ là người bán vỏ sò. Đến tận gần 200 năm sau khi Mary qua đời, công lao của bà mới được ghi nhận.